Thị trấn Sihanouk Vinh nằm ở đầu những ngọn đồi thoai thoải của bán đảo trên vịnh Thái Lan, về phía tây bắc và ở trung tâm nó tăng lên đến 15 mét trên mực nước biển, trong khi rất nhẹ nhàng và đều đặn hướng tới các đồng bằng ven biển mở rộng, đầm lầy và bãi biển ở phía nam và đông nam. Những ngọn đồi có một loạt các mặt bằng nhà ở, quan điểm tốt về đồng bằng ven biển, các bãi biển, các con sông, biển và các hòn đảo xác định tính chất và giá trị tự nhiên của khu vực. Một thực tế dễ chịu khác là độ sâu thấp của vịnh Thái Lan và khí hậu địa phương, vừa phải đối lập với Biển Đông ở phía đông và Ấn Độ Dương ở phía tây, nơi bão nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương và gió mùa cực đoan liên tục xảy ra hàng năm. Khi nhắc đến Sihanouk Vinh phải nhớ đến các quần đảo lân cận, trong đó có đảo Cô Rông, nằm 26 km, 16 dặm về phía tây bờ biển Sihanouk Vinh. Cô Rông là đảo lớn nhất của tỉnh Sihanouk Vinh, nó bao gồm một diện tích 78 km2, 30 dặm vuông. Địa hình chủ yếu là đồi núi với một ngọn núi khá lớn 316 m. Tại phía tây bắc của hòn đảo này, những ngọn đồi cung cấp nước cho lạch, đầm phá và cửa sông. Trên đảo bao gồm 4 làng, Cô Tui, Do Eu, Rek A và Sóc Sang. Đảo Cô Rông là một nơi tuyệt vời để thư giãn, khám phá, vì hòn đảo này vẫn còn hoang vắng, chưa phát triển và ít người sinh sống. Phần phía tây của đảo Cô Ma chỉ là một nơi bình yên, bãi biển đẹp hình dáng như một chiếc võng. Trong video lần này, mọi người theo chân Trang Hiền Vlog khám phá vùng đảo có khí hậu nhiệt đới gió mùa này nhé. Để tới được cái khúc này á, thì mình phải chạy vào một đoạn đường rất là dài luôn nha các bạn. Đó, đi từ Hồ Chí Minh ra tới Hà Tiên, rồi Hà Tiên đi tới Sihanouk luôn nha. Rồi từ Sihanouk á, thì mình mới ngồi tàu đi ra ngoài biển Cô Rông nha các bạn. Đó, quãng đường rất là dài luôn nha. Nè, còn đây là cái khúc mà mình vừa tới Hà Tiên nha các bạn. Đó, mình ở nhà nghỉ này nha. Lúc mình tới Hà Tiên là 3 giờ sáng rồi. Đó, thì mình vô cái nhà nghỉ này mình đánh răng rửa mặt luôn nha. À, mình xuống Hà Tiên á, thì mình phát hiện một điều á, là ở đây người ta nuôi yến rất là nhiều luôn nha mấy bạn. Đó, cái tiếng chim nãy giờ mình thu, mình quay clip á, là tiếng chim của mấy con yến này nha mấy bạn. Đó, rất là nhiều yến luôn nha. Rồi, còn khúc này á, là nó đang chở mình ra tới cửa khẩu nha mấy bạn. Đó, nó chỉ nhiệm vụ của nó chỉ là chở tới cửa khẩu, nó lấy 24 đô nha. À, là mày mới làm đúng không? Mới vô nghề đúng không? Đẹp luôn rồi đó. Đẹp thành tổng. À, thành tổng, thành xanh rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. À, chưa nhỏ đi vào về vô mới nhớ. Động này động thành xanh đó hả? Đúng rồi. Còn dây còn dây mà đâu đu lên luôn á. Cái này có thể không ta? Thằng mẹ cũng sử cũng nước ăn cọc đây không em? Dạ. Còn chắc nhà Lý Thông, chắc nhà villa 5 tấm đúng không? Rồi có một số lưu ý á, thì mình nhắc mấy bạn nha, khi nào đi qua cửa khẩu á, từ Campuchia, Việt Nam qua Campuchia hoặc là từ Campuchia đi ngược lại á, thì hải quan nó hay xin tiền cà phê đồ này lắm, thì mấy bạn đừng có cho nha, tại vì mình đi qua bằng passport mình đủ giấy tờ hết thì không cho nha. Bên bản nó xin không, sao mình cũng không cho luôn, mình nói mình hết tiền rồi thì nó sẽ không xin. Vì đoàn của mình 4 người bị nó xin hết người 100 nghìn nha mấy bạn, là 400 lấy tiền đó mình mua nước mình uống cũng được nha, cũng cho nha. Đừng có đi lại xe này mà chạy đây như vậy á, để xíu con chụp hình bố anh lại nha, tôi gửi bên nó biết mình chạy đây chi, tại vì có nghe mua vé con nghe mà em đi làm giấy tờ đâu anh. Chỗ bên tay phải này, chỗ mà cái nhà bên tay phải. Bây giờ mình gặp ai? Bây giờ anh lại.
qua bên. Bây giờ mình đang đi, đây là biên giới các bạn, đã biên giới bên kia, ngay trước cái cổng đó là Campuchia rồi đó. Việt Nam du lịch, Việt Nam du lịch. Mới đậu xe gần gần đi, không qua đấy. Chỗ này là đổi tiền nha. Đây tính đô là 24 thôi nha các bạn. Bán thuốc đó nè. Đó, giờ mình lên xe này là đi vô Sihanouk View. Ok. Này bán hủ tiếu thịt ngon. Ăn sáng nha mấy bạn. Đó là do mình qua cửa khẩu lúc 7 giờ thì chạy tới 9-10 giờ thì sẽ dừng lại cho mình ăn sáng nha. Một tô hủ tiếu ở đây là khoảng 40.000, 30-40.000 vậy đó. Đó, cũng rất là ngon nha. Hủ tiếu Campuchia. Hủ tiếu thịt bò nha. Kêu giùm mấy bác này. Hai tô. Rồi, mình bây giờ mình ăn này là hủ tiếu Campuchia nha. À. Hủ tiếu bò. Má bậy bạ không à. Đây hủ tiếu Campuchia. Dẫn nha. Rồi ăn xong á thì mình tiếp tục lên xe nha mấy bạn. Đó, chỗ cái đường là đi vô Sihanouk á, cái đoạn này là 20 km, cực kỳ xấu luôn nha, đường hình như là không có sửa luôn. Đó, đi rất là mệt luôn, nó gồ ghề, xe chạy không được nhanh, cứ chạy từ từ. Đó, như vậy đó, 20 km nha, đường cực kỳ bụi luôn. Rồi, do mình đi xe chở hàng á mấy bạn, nó không có chở mình tới thẳng cái chỗ mình muốn đến đâu, nó phải bỏ hết tất cả các hàng của nó xuống ở chỗ hải sản nè. Đó, nó xe này là xe chở hải sản nha. Và nhờ đi với xe này á thì mình biết được là bên Sihanouk á người ta không có đánh bắt hải sản được nhiều nha, toàn là mua ở Việt Nam ngay Hà Tiên á, chở qua không nha mấy bạn. Rồi theo kinh nghiệm của mình á thì mình có hỏi giá thử nha mấy bạn. Đó, giá ở đây á, nó sẽ mắc hơn gấp đôi luôn ở Việt Nam mình ăn luôn nha. Nên kinh nghiệm của mình là đi Sihanouk đừng nên ăn hải sản nha mấy bạn. Bỏ xe luôn đi, lên lên lại luôn, anh tính đi luôn không? Cô Đông đẹp hơn anh đi Cô Đông chưa? Đi rồi. Anh đi hoài. Lâu anh bắt hai sản gì bán là đắt hơn. Anh người ra mua vậy? Facebook. Cúng Facebook. Ok, 100. 100 đô ha, đó, vé đây là 4 người 100 đô. Rồi đáng lý ra mình trả 24 đô là sẽ bao gồm cái vé đi tàu luôn nha mấy bạn. Mà cái này là mình phải trả thêm tiền nữa, đây là bị lừa lần 2. Ai qua đây nè. Rồi ok, giờ đi cái tàu này đi qua đảo Koh Long. Tay quá trời luôn trời. Tay nè. Tay bạn nhá. Trời hai anh em luôn rồi. À, ngồi như hai anh em nghe không? Nguyên cái chuyến tàu mà đi ra đảo Koh Rong á mấy bạn toàn là người nước ngoài không nha, đó người Tây không.
Rồi điểm tàu này giống như đi mình đi tàu cánh ngầm đi ra Vũng Tàu vậy đó, cũng y chang giống vậy luôn nha, nó tên là Speedboat nha mấy bạn. Đó. Đi. Rồi sau khi tàu ra tới đảo Cô Rông thì mình sẽ đi vô trong đảo nha mấy bạn. Mình sẽ tìm khách sạn hoặc là book trên Traveloka vẫn được nha. Khách sạn trên đây thì rất là rẻ luôn, chỉ có mấy cái chỗ mà resort á thì nó sẽ giá hơi mắc thôi, mà mắc cũng khoảng 2 triệu thôi nha mấy bạn. 2 triệu một đêm nha, rất là đẹp luôn, mà mình ở nhà nghỉ thôi cho nó tiết kiệm. Rồi thì ở trên đảo á, thì rất là nhiều mấy cái motel với nhà nghỉ luôn nha mấy bạn. Đó, trên đây là đó, trước mặt mình á, là mấy cái đó là nhà nghỉ nha. Còn đồ ăn thức uống thì không có thiếu đâu nha. Rồi trên đây thì mình thuê xe một ngày á, xe toàn xe xịn không nha. Mio, Scorpi và mấy xe xịn xịn Vario rồi luôn á. Một ngày thuê chỉ có 5 đô thôi nha. Mấy bạn nhớ trả giá nha. Nói thách rất là dữ luôn á. Nhớ trả giá nha mấy bạn. À, sau khi mình tới đảo á, thì mình đi xuống đi một vòng nha, mình tham quan đảo thì đó trước mặt mình đó, đây là cái resort rất là đẹp luôn, đó resort nha, bước ra là biển, bước ra là cái là biển liền, rất là đã luôn, biển xanh mà cát trắng cực kỳ xanh luôn, biển cái này rất là đẹp luôn nha. Ok, bây giờ mình kiếm gì mình ăn nha. Đó, đây là cơm chiên. Đây là cháo. Mì xào. Đó, mấy cái món này đó, nó có giá hết trơn luôn. Đây là nước uống. Lắp lắc, bò lúc lắc. Bò lúc lắc luôn nè. Do you have any pizza? The menu inside here don't have. Okay. I just to see. Kiểu đấy, ăn gì kiểu đấy, chúc ăn chung. Ah, this one is pizza, right? Okay, yes, me, 40. Okay. À, đây đó, mình mua pizza gì. Thời khác. Biết ăn ngon không nè. Cái miếng nào mọi người ơi. Rồi sau khi ăn xong thì mình đi khám phá hòn đảo này nha mấy bạn. Hòn đảo này mệnh danh là thiên đường biển đảo, cực kỳ đẹp luôn nha, rộng tới 25 km. Bởi vì mình đi phải đi thuê xe để đi hết đảo nha mấy bạn.
xúc cát kìa. Ở Việt Nam mình làm gì có cát này. Rồi sau khi ăn tối xong á thì mình đi vô cái khu biệt lập nha mấy bạn. Đó, đó là khu biệt lập nha. Ở đây là tổ chức quán bar đồ này nọ, rất là vui luôn. Mở sáng đêm luôn nha mấy bạn. Đó, đây nè, rất là vui luôn. À, mấy cái quán bar ở đây á, nó tính theo token nha mấy bạn. Một token là một ly bia đó. Đó, nếu mà ai mà uống nhiều á thì mua nhiều sẽ được lợi hơn nha. Còn ở đây mình không uống nhiều, mình chỉ mua token là 5 đô. Rồi sau khi mua token á thì nó sẽ cho mình một cái vòng đeo nha mấy bạn. Đó, để phân biệt được là mình đã mua vé rồi. Đó, đi vào bên vô trong thì sẽ có một cái quầy bar. Quầy bar đó sẽ đưa cho mình nước uống. Đó, đi vô, nó có bảo vệ rồi đàng hoàng nha. Và đặc biệt á, hôm nay là cái đêm tổ chức lễ hội là mọi người đều mặc hết bikini nha mấy bạn. Đó, rất là hot luôn, rất là sexy luôn, rất là vui luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Là ring mon đó, bạn không để súng, không được mang súng vào. Đây cũng hiệu cũng thường thường thôi, Challenge hay Adidas, Nike, Bep Pro. Này đó, nó tất cả các hiệu để này luôn. Này là sai bét luôn. Ngoài đảo đồ ăn nó rẻ hơn này nữa không? Rồi trong đây thì có cái buffet với bạn, buffet đồ nướng. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Thì trong đây thì đó, mấy cái bò viên đồ này nọ này, cái này là thả lẩu. Trong đây thì một người là 13.8 đô. Ăn thoải mái luôn. Cá luôn kìa. Cá mực, tôm, càng, ruột. Cái này thả ăn lẩu ngon á. Có đang lẩu mà. Ừ. Mẹ này có dịch ăn đó. Rồi, đáng đồng tiền luôn nha. Đây có mấy cái xiên que nữa này đó. Xiên que này là đồ nướng. Đây có hàu nữa nè. Rồi còn đây là cái quầy pha nước chấm nha. Đó, có hàu tỏi tiêu giống như mấy chỗ mà Hai Di Lao vậy đó. Đó, đi chèn luôn. Nhân viên thì đang ngồi gọt rau nè.
Thì đó là mình lấy cái thịt bò xiên nướng về nướng nha. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Cái tôm đó nè, mà vừa ăn tôm nữa. Ở trong đây thì rất là nổi tiếng luôn nha. Cái là Khmer 123. Bà ba rồi. Rồi mình ở trong mall mình ăn xong rồi mình uống cà phê mấy bạn. Đó, xong tới tối thì mình đợi có chuyến xe thì mình đi về Hà Tiên lại nha. Đó, cuộc hành trình của mình đi Campuchia kết thúc tại đây nha. Tối thì mình bonus thêm, mình ăn thêm một cái mì nha mấy bạn, mì gà ở dòng xoay con sư tử. Rồi ok, tới đây thì mình kết thúc video tại đây nha. Video hơi dài rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này nha. Cảm ơn, nhớ cho mình một like, một subscribe để cho mình ra những clip sau nữa nha. Cảm ơn các bạn. Ở Việt Nam luôn hả? Ít ít. Bia đất. À. Cho con ăn gì? Rồi, cho con cháo gà đi, cho con thêm cái này luôn. À. Tức là cho con phần này riêng đi. À. Ta, cho thứ mày thôi. Ta bà phú, bỏ muối, ta có thay mà đi lại cam xe. Ăn bằng cháo. À. Mì gói gà. À. Mì gói gà. Mì. Mì gói. À. Mì gói. À. À. Tôi biết rồi, tôi nè. Mì cả chóp muối. Sạch luôn. Ta. Anh Thế giới thiệu anh Thế. Đây là đến bãi biển của Sihanouk. Đây là dãy nhà hàng hải sản. Đó, tối có 9 người giờ đêm để có quay lửa chạy. Mà anh có ăn này vô chưa? Đó. Anh ăn này vô chưa? Anh biết chưa? Ủa chứ đi theo đoàn nó không dắt ra đây ăn trời. Đâu, đoàn nó ăn cho ngoài chỗ hồi nãy nói chỗ bơi siêu tử biển á. Ê, quên ăn bố siêu tử. Sau đó thả mình vô đây cho mình đi cắm chạy coi luôn nữa. Yeah. À, sao này cái hang quay nè, quay ghê. Ở đây sao vẫn tạch rồi. Cái này là mới đầu tư sau này nè. Chứ đâu có chỗ này, chứ còn chuyện giả lắm. Còn chỗ con khu đảo mà giờ là hiện tại chứ. $50. Ờ, đây là đổ $50. Wow, very cheap. Đây là xe rồi mình đi về Hà Tiên nha. $50 nó kẹp vô đây nè. Có $50 à. Triệu 2. Nó đâu biết đâu. Đi buôn lậu nha. Rồi bậy rồi đó. Ok, giờ mình đi lên xe nha.